có một cái liên kết nhất định. Em cũng đã có sản phẩm sau đó trên Spotify tên là Ngày Mai Sau và được release trên dưới cái tên là The Most Romantic Man in Hà Nội. Thì tại sao lại là The Most ạ? Bởi vì kiểu trong ban nhạc của bọn em sẽ có một cái nhất gì đấy, một người làm nhất gì đấy. Thì người viết bài này là em, thì em dự nhận là The Most Romantic Man in Hà Nội. Còn cái người quanh đây thì sẽ có một cái mốt gì đấy. Ví dụ bạn này là bạn ấy ở chung với em, bạn ấy giặt quần áo thương nhất Hà Nội thì giặt quần áo thương nhất Hà Nội. Bạn này bạn ấy chơi điện tử hay nhất Hà Nội thì em chơi điện tử hay nhất Hà Nội. Còn một số cái nhất nữa mà em không tiện nói. Sau đây bọn em xin phép được diễn cái bài hát của The Release. Mọi người hãy tên đó trên các nền tảng, đó là Ngày Mai Sau của The Most Romantic Man. Mọi người có thể tìm trên Spotify của cái list Vinyl 50 ạ, hình như là xếp thứ 7 rồi đấy. Thank you.